Đánh đầu khá nguy hiểm, bóng rơi qua dọc. May mắn, may mắn cho Bekovic Bình Dương. Tỷ số được mở cho cầu thủ Anh Gia Lai. Người ghi bàn đó là Nguyễn Văn Toàn. Lộn xộn, một pha bóng lộn xộn trước khung thành của Bekovic Bình Dương. Trước đó thì tưởng như là đội chủ nhà đã gặp may mắn khi pha đánh đầu của đội khách đã đi bóng đúng cột dọc. Như vậy là trận đấu bắt đầu trong hiệp thi đấu đầu tiên thì đội chủ nhà Bekovic Bình Dương vẫn trong trang phục quân thuộc màu tím, bảo vệ cầu môn phía tay phải hướng theo dõi của quý vị và các bạn. Đánh đầu rất thoáng trong bóng vừa rồi. Người dứt điểm đó là Washington Brandao. Tiếp tục là phạt góc cho Anh Gia Lai. Một tình huống mà Thanh Long phần nào đó đã bỏ quên Washington Brandao. Cho dù ở thời điểm gần đây anh cũng được triệu tập lên đội tuyển Việt Nam. Đánh đầu lại là Mauricio. Bóng đi đúng vị trí của Sơn Hải. Pha bật cao đánh đầu thứ hai của Mauricio Barbosa trận đấu này. Một lần nữa xem lại pha đá phạt góc chất lượng đến từ Nguyễn Công Phượng. NDAA cũng có chiều cao 1m92 rồi, nhưng trong pha bóng vừa rồi anh không thể giành chiến thắng trong pha không chiến trước Mauricio, cầu thủ cao tới 1m98. Cú sút phạt là Công Phượng. Đánh đầu khá nguy hiểm, bóng rơi qua dọc. May mắn, may mắn cho Bekovic Bình Dương. Tỷ số được mở cho cầu thủ Anh Gia Lai. Người ghi bàn đó là Nguyễn Văn Toàn. Lộn xộn, một pha bóng lộn xộn trước khung thành của Bekovic Bình Dương. Trước đó thì tưởng như là đội chủ nhà đã gặp may mắn khi pha đánh đầu của đội khách đã đi bóng đúng cột dọc của Sơn Hải. Nhưng sau đó là những sức ép liên tiếp từ các tiền đạo bên phía Hoàng Gia Lai đã tạo điều kiện cho Văn Toàn đá bồi. Và tỷ số là 1-0 cho Hoàng Gia Lai ở phút thứ 36. Khuôn mặt ngỡ ngàng của huấn viên Lưu Đình Tuấn bên phía Bekamex Bình Dương sau bàn thua vừa rồi. Bàn thắng thứ 5 của Văn Toàn tại V-League năm nay, và anh đã có số bàn thắng ngang bằng với Nguyễn Tiến Linh. Ta biết rằng ở đầu mùa giải năm nay thì Văn Toàn đã khởi đầu V-League một cách tương đối chật vật. Sau đó thì anh đã có những bàn thắng đầu tiên mang tính chất giải tỏa. Và giờ đã là bàn thắng thứ 5 của Nguyễn Văn Toàn. Thế trận là cân bằng, nhưng thực tế thì Hoàng Gia Lai là đội bóng dứt điểm nhiều hơn và họ cũng đã có những cơ hội nguy hiểm hơn. Cầu thủ đánh đầu ở tình huống bóng đầu tiên đó là Minh Vương. Tình huống tranh chấp rất lập bập, bóng bật ra rất vừa tầm băng vào của Văn Toàn. Nhưng đây là một bàn thắng rất rất xứng đáng dành cho Hoàng Gia Lai. Sau khi Văn Toàn đã ghi hai bàn thắng cho Hoàng Gia Lai thì Bùi Vĩ Hào đã rút ngắn tỷ số xuống cho Bekamex Bình Dương xuống còn 1-2. Đây là Tống Anh Tỷ. Edison Wellington rất hay. Pha đập nhả hay của Edison và Wellington. Sau đó thì tiền đạo bên phía Bekamex Bình Dương có cú cứa lòng về góc xa. Tuấn Linh cũng rất hay trong bóng vừa rồi. Một lần nữa xem lại pha phối hợp rất nhanh và sắc nét của Bekamex Bình Dương. Công Phượng, Văn Toàn. Không có phạt đền, không có phạt đền. Chúng ta sẽ cùng phải xem lại góc máy làm chậm để xem rằng Sơn Hải đã phạm lỗi với Văn Toàn hay chưa. Có vẻ như phần nào đó cũng đã có tác động của thủ thành bên phía Bekamex Bình Dương. Xem lại pha bóng này. Rất khó để cho trọng tài Vũ Linh. Không, thực tế là nếu với góc máy vừa rồi thì rõ ràng là Sơn Hải đã chạm vào chân của Văn Toàn. Cơ hội. Dứt điểm, không vào.
Người dứt điểm bóng rổ cột dọc đó là Nguyễn Tiến Linh. Edison. Tỷ số là 1-1 cho các cầu thủ BKM Bình Dương. Người ghi bàn đó là Wellington. Đúng là một trận đấu rất hay và rất sôi nổi. Niềm vui của ban huấn luyện bên phía BKM Bình Dương. Và thực sự bàn thắng sa bằng tỷ số này cũng là phần thưởng xứng đáng với những gì mà đội chủ nhà đã thể hiện suốt trong thời gian trận đấu diễn ra, đặc biệt là sau khi họ bị Hoàng Gia Lai dẫn bàn. Bàn thắng thứ 3 của Wellington tại V-League năm nay. Cũng là một tình huống áp sát không kịp thời đến từ Mauricio. Niềm vui của các cổ động viên BKM Bình Dương. Cùng xem lại pha bóng này. Tình huống phòng ngự trước đó của Văn Thanh là không thực sự hợp lý khi anh đã không thể đối đầu được với Wellington. Tình huống dứt điểm của tiền đạo bên phía BKM Bình Dương, bóng đã đập chân của Mauricio đổi hướng và gây rất nhiều khó khăn cho thủ thành Tuấn Linh. Công Phượng. Đây là Văn Toàn. Tuyến này không vào. Pha tấn công rất hợp lý của các cầu thủ Hoa Anh Gia Lai. Xuất phát ở khu vực trung lộ, Nguyễn Công Phượng đã có một tình huống xẻ nách rất hay để cho tốc độ của Văn Toàn được phát huy. Tất cả đang chú ý ở khu vực phía trong thì Văn Thanh đã bất ngờ băng lên. Hãy cùng một lần nữa xem lại tình huống dứt điểm này. Ở thời điểm hiện tại thì câu lạc bộ Sài Gòn cũng đang chơi rất tiến bộ. Một tình huống cảnh giác của Sơn Hải. Pha chơi bóng rất nguy hiểm và hoàn toàn có thể trở thành một bàn thắng dành cho Hoàng Gia Lai trong pha bóng vừa rồi. Thôi, quá đáng tiếc. Sơn Hải đã rời khung thành rồi. Cú lốp bóng vừa rồi của Minh Vương hơi thiếu đi một chút cảm giác thôi. Cơ hội rất rõ ràng dành cho Hoàng Anh Gia Lai. Một pha tầng bóng rất thoải mái của Minh Vương. Rồi, tôi bắt bố không vào. Chính xác là bóng đã đúng đầu của Mauricio. Đánh đâu? Vẫn còn. Đúng này, tiếng còi kết thúc trận đấu của trọng tài Lê Vũ Linh đã vang lên. Tỷ số sau khi trận đấu kết thúc là 1-1. Một trận đấu diễn ra sôi nổi, kịch tính và đương nhiên là rất căng thẳng.